Hi, everybody. We have finished Unit 9, a first aid course. Now, let's come to Unit 10. Look at the picture and tell what it is about. It's about recycling waste bins. We can reduce, reuse, or recycle them. So, in the lesson today, we'll learn about recycling and why it's so important. Let's come to the new words. We have 6 words and 6 pictures. Match the word with the right picture. Is that clear? Now, let's begin. Picture number 1, vegetable matter. Number 2, 3 leaves. Number 3, plastic bag. Number 4, cloth bag. Number 5, used papers. Number 6, ring cans. Now read again. Vegetable matter, 3 leaves, plastic bags, glass bag, used papers, ring cans. Plastic bottle, plastic bottle. Fertilizer, fertilizer. Overpackage, overpackaged. We have 2 apples. The apple on the left is decomposing. Decompose, decompose. Everybody, repeat after me. Reuse, reduce, recycle, a leaf, leaves, plastic bag, plastic bottle, glass bag, vegetable matter, fertilizer, overpackaged, decompose, decompose. Now, check the new words again. Match the word in column A with its meaning in column B. Next, think of ways to reduce the amount of garbage. Hãy nghĩ ra những cái cách để làm giảm cái lượng rác mà mình thải ra hàng ngày. Ở đây người ta đã giới thiệu cho mình một số cái giải pháp. Cloth bags instead of plastic bags. Túi vải thay cho túi nhựa.
plastic bags for garbage. Túi nhựa để đựng rác. Vegetable matter to make animal food. Chất thải từ rau quả cũ để làm thức ăn cho gia súc. Used papers to make toys. Giấy mình đã sử dụng rồi thì để gấp đồ chơi. Tree leaves to wrap things. Lá cây dùng để gói đồ. Now look at the model and practice speaking. I think we can use cloth bags instead of plastic bags when shopping. You are right. We should also reuse plastic bags for garbage. I think we can use tree leaves to wrap things. Good idea. We should also recycle garbage to make fertilizer. I think we can use used papers to make toys. Okay. We should also reuse vegetable matter to make animal food. Let's come to part 2. Listen and read. Now listen. A representative from Friends of the Earth, Miss Blake, is talking to students at Guangzhou School. Friends of the Earth shows people how to protect the environment and save natural resources. Một người đại diện từ tổ chức Những Người Bạn của Trái Đất là cô Blake thì đang nói chuyện với tất cả những học sinh của trường Quang Trung. Cái tổ chức Friends of the Earth cho mọi người biết cách để mà bảo vệ môi trường và gìn giữ tài nguyên thiên nhiên. Now, close your books. Listen and say what they are talking about. You have three choices. A. Friends of the Earth. B. Reuse, reduce, and recycle. C. Garbage bin. Listen to the tape, please. Unit 10. Recycling. Listen and read. A representative from Friends of the Earth, Linda, is talking to the students of Wang Trung School. Friends of the Earth show people how to protect the environment and save natural resources. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake? Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. I think I know what things we can reuse. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottles, in old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake, but how do we do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Open your books and listen again.
Unit 10. Recycling. Listen and read. A representative from Friends of the Earth, Linda, is talking to the students of Wang Trung School. Friends of the Earth show people how to protect the environment and save natural resources. Recycling is easy. Remember, reduce, reuse, and recycle. You're right. It is not difficult to remember because all three words begin with the letter R. Can you explain what you mean, Miss Blake? Certainly. I am pleased that you want to know more. Reduce means not buying products which are overpackaged. For example, shirts and socks which have plastic and paper packaging. I think I know what things we can reuse. Can you tell the class, please? We can reuse things like envelopes, glass and plastic bottles, in old plastic bags. That's right. But instead of reusing plastic bags, we shouldn't use them at all. We ought to use cloth bags. So is that what you mean by recycle? Yes. Don't just throw things away. Try and find another use for them. That's easy to say, Miss Blake, but how do we do it? Contact an organization like Friends of the Earth for information. Go to your local library or ask your family and friends. Okay, we have 5 questions here. A. What does Miss Blake mean by reduce? B. What things can we reuse? C. What does recycle mean? D. Where can we look for information on recycling things? E. Why does Miss Blake tell them that we shouldn't use plastic bags at all? Read the dialogue silently and find the answers. And these are the answers. A. Reduce means not buying products which are overpackaged. B. We can reuse things like envelopes, glass, plastic bottles, and old plastic bags. C. Recycle means not throwing things away. Try and find another use for them. D. We can contact with an organization like Friends of the Earth. Go to the local library or ask our family and friends. E. Because plastic bags are very hard to decompose. Cô sẽ giải thích thêm phần trả lời câu hỏi để giúp các em hiểu rõ hơn nội dung bài học ha. Câu A. Cắt giảm có nghĩa là không mua những sản phẩm mà được đóng gói nhiều lớp. Hiện nay người tiêu dùng họ không muốn mua những sản phẩm mà được bao bọc, được đóng gói nhiều lớp nhiều lần bởi vì họ không muốn phải thải nhiều rác ra môi trường. Câu B, chúng ta có thể tái sử dụng những thứ giống như là bao thư, những cái vật dụng bằng thủy tinh, chai nhựa hoặc là túi nhựa đã dùng rồi. Cái này là dễ hiểu ha. Ví dụ như là chai rượu mình đã uống hết rồi thì mình có thể sử dụng lại cái chai đó để mình đựng nước, hoặc là có khi mình đựng dầu lửa, hoặc có khi mình đựng hóa chất thay vì vứt đi ha. Câu C, tái chế có nghĩa là không vứt đi mọi thứ
mà cố gắng tìm ra cách sử dụng khác cho chúng. Ở đây rác thải mình giống như là rác sinh hoạt, giống như là đồ ăn nè, hoặc là giấy nè, hoặc là đồ hộp, hoặc lon nước uống, chai vân vân. Những cái rác này thì sẽ được phân loại ra, xong rồi đưa đi xử lý và tạo ra vật dụng mới mà nó có ích khác, nó có thêm một cái lợi ích khác cho con người mình dùng ha. Câu D, mình có thể tìm kiếm những cái thông tin về tái chế bằng cách là liên hệ với cái tổ chức giống như là tổ chức Friends of the Earth, hoặc là mình có thể tìm thông tin ở thư viện ở địa phương mình, hoặc là hỏi thông tin từ bạn bè và người thân. Câu E, vì sao là cô Blake bảo Lan là không nên dùng túi ni lông nhiều? Như vậy mà mình cũng đã biết rồi, túi ni lông là rất là khó bị phỉ. Mình có thể vứt cái túi nhựa một giây, chưa tới một giây mình vứt, nhưng mà nó nằm ở trên đất và phải mất tối thiểu là 500 năm mới có thể tiêu hủy được cái ni lông đó. Cho nên rằng là hạn chế sử dụng túi nhựa là để bảo vệ môi trường đó các em. Now, look at the pictures, then answer the question. Why is recycling important? Because it helps to save the earth. Or we can say, because it helps to protect the environment and save natural resources. Now practice speaking. Look at the following pictures and say what things we can reduce, reuse, or recycle. You have just said some things you can reduce, reuse, or recycle. Now, watch some funny recycling things. Let's come to the homework. First, you learn the 10 words by heart. Second, write the ways you can do with the old cardboard box, newspapers, and clothes. The lesson is over. Goodbye.